Fan bóng đá Thái Lan dậy sóng khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời Việt Nam tham gia đá giao hữu với Thái Lan. Group Việt Nam xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trang Siam Sport vừa đưa tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT muốn tổ chức giải giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Bài viết trên tờ Siam Sport của Thái Lan đã tiết lộ về việc Liên đoàn bóng đá nước này muốn mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu vào tháng 9 trong thời gian FIFA Days. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng đã gọi đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo là vua của ASEAN nhờ thành tích đứng đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA. Tờ Siam Sport cho hay, vua của ASEAN đã có tên trong danh sách liên hệ. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang gấp rút mời đội tuyển Việt Nam, đội bóng số 1 Đông Nam Á, cùng các đội tuyển chất lượng thuộc top 100 thế giới. Tuy vậy, sẽ rất khó để nhận được sự đồng ý của các đội dự World Cup hoặc đã có lịch thi đấu từ trước. Nhiều khả năng Thái Lan sẽ không chỉ mở những trận giao hữu đơn thuần mà sẽ là giải đấu King's Cup. Đây là giải giao hữu có truyền thống ở đất nước xứ Chùa Vàng. Ở lần gần nhất được tổ chức vào năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 trước khi thất bại trên chấm phạt đền trước Curacao ở chung kết. Nếu như King's Cup được tổ chức lại, Việt Nam và Thái Lan sẽ có dịp đụng độ kể từ sau bán kết AFF Cup vào cuối năm ngoái. Đây cũng là dịp để đôi bên chuẩn bị cho chính giải đấu số 1 Đông Nam Á trở lại vào cuối năm. Kết quả của các trận đấu này còn mang đến thay đổi trên bảng xếp hạng FIFA. Mới đây, trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trong tháng 6. Theo đó, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 97, hạng 17 châu Á, hạng 1 Đông Nam Á, tụt một bậc so với thứ hạng tháng trước. Đây là điều đã được dự báo bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đá một trận giao hữu với Afghanistan, thắng 2-0. Dù vậy, những chiến binh sao vàng vẫn giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. Những đội xếp sau đội tuyển Việt Nam lần lượt là Thái Lan, hạng 111, Philippines, hạng 133, Malaysia, hạng 147, Indonesia, hạng 155. Trong đó, Thái Lan, Malaysia, Indonesia vừa xuất sắc giành vé dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023 nhờ chiến tích vượt qua vòng loại thứ 3. Ở vòng loại ASEAN Cup, Thái Lan thắng 2, thua 1. Thành tích này không đủ giúp thầy trò Manu Pauking thăng tiến và ngậm ngùi dậm chân tại chỗ ở thứ hạng 111, kém Việt Nam 14 bậc. Sau khi thông tin này được công bố thì rất nhiều người đã thắc mắc rằng vì sao Thái Lan muốn mời đội tuyển Việt Nam đá giải tứ hùng. Theo như Tổng thư ký FAT Patit Supaphong chia sẻ, thì nếu VFF cho phép thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đấu cúp tứ hùng cùng đội tuyển Thái Lan và hai đội tuyển mạnh khác có thể đến từ châu Á hoặc châu Âu, sẽ là dịp tốt cho bóng đá Thái Lan kiểm chứng năng lực, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu quốc tế trong tương lai gần. Tuy nhiên, ý tưởng này của Liên đoàn bóng đá Thái Lan lại không được các cổ động viên Thái Lan ủng hộ cho lắm. Trên kênh YouTube của Siam Sport, rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã phản đối kế hoạch này. Họ đã để lại các bình luận như sau. Chết tiệt, đó là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Không có gì ngạc nhiên khi bóng đá ASEAN không phát triển ra khỏi ASEAN hoặc không thể cạnh tranh với các đội khác ở Seoul, lại tiếp tục đấu với Việt Nam khổ thật. Đừng mời họ, việc này không hữu ích, lẽ ra phải mời các đội Trung Đông như Kuwait, Bahrain, Oman, Lebanon, Palestine, Syria. Rất nhiều đội ở Trung Đông, đáng lẽ chúng ta phải được hưởng lợi nhiều hơn thế này, hay có thể mời cả Ấn Độ chứ? Lời mời đến Việt Nam giống như một liên đoàn chỉ tập trung vào việc bán chương trình truyền hình hơn là nhìn vào sự phát triển của nền bóng đá. Các đội trong ASEAN có cơ hội gặp nhau mọi lúc. Tại sao lại cứ gặp nhau mãi thế? Đưa đội châu Phi, Nam Mỹ, dù ở thứ hạng thấp hơn nhưng lại tìm thấy một phong cách đá khác, vẫn sẽ hữu ích hơn chứ? Để mời được đội bóng thứ hạng cao, đòi hỏi sự đầu tư cao. Cá nhân tôi nghĩ Việt Nam sẽ không tham gia. Chán thái thật, Việt Nam thì gặp suốt rồi mà vẫn phải rủ đi gặp lại. Ôi chao! Rồi muốn vượt qua kỳ vùng địch thủ Việt Nam để làm gì? Định mệnh, họ thả cạnh tranh để làm vua của ASEAN thay vì cạnh tranh để phát triển sang châu Á hay World Cup. Có thể thấy rõ trong những năm trở lại đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan xem Việt Nam như là mục tiêu cần đánh bại nhằm khôi phục lại niềm tin nơi người hâm mộ và vị thế của họ. Từ truyền thông đến các quan chức cấp cao như nữ trưởng đoàn Madam Pang,
huấn luyện viên U23 Thái Lan đều đã phát biểu rất dè chừng sức mạnh hiện nay của bóng đá Việt Nam. Họ xem các trận đấu với U23 hay đội tuyển quốc gia Việt Nam như những trận chung kết. Các cầu thủ U23 Thái Lan khóc nức nở, buồn bã đến không đứng nổi sau trận thua rồng vàng tại cuộc đấu tranh huy chương vàng SEA Games 31. Những sự e dè đó, những cảm giác thất vọng tột cùng đó cũng từng đến với chúng ta trong cái thời mà voi chiến thống trị tuyệt đối tại Đông Nam Á. Giờ đây, người Thái hẳn đã thấm thía cảm giác mà họ đã từng góp phần gieo rắc lên bóng đá Việt Nam. Ngoại trừ AFF Cup 2020, trong vài năm gần đây, bóng đá nữ, U23 và bóng đá nam Thái Lan liên tục kém cạnh về mặt thành tích khi đặt lên bàn cân với Việt Nam. Mọi thứ tệ đến mức một nhân vật vốn được nể trọng và có tầm ảnh hưởng lớn như Madame Bang gần đây cũng bị gây sức ép phải từ chức. Người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang rất thiếu niềm tin vào FAT. Cách nhanh nhất để FAT khôi phục được cảm tình của những người yêu túc cầu tại Thái Lan chính là đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á từ tay Việt Nam. Chức vô địch AFF Cup 2020 không đủ cho điều đó sau những thất bại liên tiếp của đội nữ và U23 nước này. Không tập thể nào phù hợp hơn đội tuyển quốc gia Nam Thái Lan đứng lên nhận trọng trách. Họ là đội tuyển quan trọng nhất để đại diện cho bộ mặt túc cầu của quốc gia này và cũng là đội bóng gần nhất đánh bại được rồng vàng. Do vậy, trận giao hữu tới chắc chắn sẽ rất giàu ý nghĩa với nền bóng đá của người láng giềng. Sự tôn trọng, niềm tin vào hiện tại lẫn tương lai có thể được voi chiến đặt cả vào cuộc đấu đó. Tuy nhiên, có lẽ các cổ động viên Thái Lan không quá mặn mà với mong muốn cứu vớt danh dự của Liên đoàn bóng đá Thái Lan rồi. Sau lời mời so tài của Thái Lan, tuyển Việt Nam lại đắt khách khi lọt mắt xanh Indonesia. Mới đây, tờ Occasion Indonesia đưa tin về việc tuyển Indonesia mong muốn được đá giao hữu với một đội bóng nằm ở vị trí từ 50 đến 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Dự kiến trận đấu diễn ra vào tháng 9. Về phía tờ Occasion, họ đã chỉ ra những đội bóng thích hợp để Liên đoàn bóng đá Indonesia mời thi đấu giao hữu, bao gồm Kyrgyzstan, Luxembourg, Jordan, Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, tờ báo xứ vạn đảo coi tuyển Việt Nam là ứng cử viên số 1. Tuyển Việt Nam thích hợp để Indonesia mời thi đấu giao hữu nhất. Họ là gương mặt duy nhất của Đông Nam Á, hiện xếp trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, còn phải nói tới việc huấn luyện viên Shin Tae-jung chưa một lần đánh bại được tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Do vậy, việc thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam trong tháng 9 chính là cơ hội tốt để huấn luyện viên Shin Tae-jung thể hiện. Bên cạnh việc mong muốn Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam, tờ Occasion còn kỳ vọng Garuda cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Nếu được chạm mặt các đối thủ chất lượng như Thái Lan hoặc Indonesia trong tháng 9, đó sẽ là điều rất tốt đối với tuyển Việt Nam. Nhờ vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có màn chạy đà tốt cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. AFF Cup 2022 rất quan trọng đối với thầy Park. Ông đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết sau khi bị loại từ bán kết giải đấu năm 2020. Quyết tâm của chiến lược gia người Hàn Quốc được bày tỏ khi ông chia sẻ với truyền thông xứ Kim Chi. Mục tiêu lớn nhất của tôi vào lúc này là giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam từng lên ngôi ở AFF Cup 2018, nhưng tới AFF Cup 2020, chúng tôi lại thua Thái Lan ở bán kết. Đó cũng là trận thua duy nhất của tôi trước các đội bóng Đông Nam Á. Còn các bạn có mong chờ vào một trận chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo!